Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Thương Food. Đây là món tai heo sốt Thái. Món này ăn cực hấp dẫn luôn các bạn. Với phần tai heo nó giòn giòn nè, sốt thì đậm đà. Phần xoài xanh chua chua ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Và cách làm rất là đơn giản luôn. Nếu các bạn nào thích món này xin mời vào bếp thực hiện với mình nha. Và mình đã chuẩn bị đây là hai cái tai heo này nó gần 800g các bạn, đã được cạo rửa sạch sẽ rồi. Nhưng mà đối với những nguyên liệu như tai heo thì mình cần phải sơ chế thật là kỹ để cho nó không có bị hôi nè, và khi mình luộc á, nó phần tai heo nó sẽ trắng hơn nha. Đã cạo rửa sạch sẽ rồi nhưng mình phải chà muối lại. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh muối nè, thêm khoảng 1 muỗng canh giấm. Và mình sẽ lấy phần này mình chà trên phần tai heo á, các bạn chà kỹ một xíu, mình chà đều hết luôn. Và cái phần trong của phần tai heo này các bạn chà kỹ hơn xíu nha, mình chà đều tất cả luôn, xong rồi mình rửa sạch lại. Mình làm như vậy á thì nó phần tai heo sẽ được trắng hơn nè, và nó không có bị hôi nữa. Nè, ở bên trong nè các bạn chà kỹ nó. Xong rồi mình đem rửa sạch lại nha. Mình chà muối xong mình đem rửa sạch lại rồi mình mới đem phần tai heo để đi luộc. Và để luộc phần tai heo thì mình cho vào một cái nồi nước đầy nè. Mình cho vào đây 1/2 muỗng canh muối. Khoảng 3 cây sả mình cắt khúc mình đập dập nè. Một nhánh gừng mình cũng đập dập luôn. Và mình cho tai heo vào luộc từ nước lạnh luôn nha các bạn. Mình cho vào từ nước lạnh luôn. Đầu tiên các bạn cứ mở lửa lớn. Khi nó sôi rồi á, mình mở lửa trung bình. Và mà cái phần tai heo này á, thường thường sẽ luộc từ tính từ lúc cho tai heo vào mà đến lúc nước sôi vậy nè, là khoảng 20 tới 25 phút là phần tai heo nó chín á. Nó tùy vào cái tai lớn tai nhỏ nữa. Các bạn có thể khi nào gần chín á, các bạn có thể dùng đũa mình xăm thử. Mình xăm mình lựa ngay cái phần thịt dày á, mình xăm mà nó xuyên qua dễ dàng là phần thịt nó chín. Mà thường tính từ lúc nước sôi cho tới lúc chín là khoảng từ 20 tới 25 phút rồi các bạn. Mình không nên luộc kỹ quá, phần tai heo nó sẽ bị mềm nhũn cũng không ngon nha. Và khi luộc chín rồi á, mình sẽ vớt phần tai heo này ra, cho vào một cái thau nước á, mình có bỏ tí đá cho phần thịt này, phần tai heo nó săn lại. Và cũng như giữ cho tai heo nó được trắng á, nó không có bị thâm đen á. Và mình cứ cho vào đây, mình ngâm tới lúc nào phần tai heo nó nguội hẳn luôn. Và trong thời gian này mình sẽ đi làm sốt. Mình cho vào nồi khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nè. Tiếp tục cho 1 muỗng canh tỏi băm vào mình phi thơm. Khi thấy phần tỏi nó đã chuyển qua vàng rồi, vàng thơm rồi đó, mình sẽ cho vào đây 200ml nước mắm. Trong lúc này các bạn nên nhắc cái nồi ra hoặc là tắt lửa nha, để nó văng á thì mình mới mở lửa lại. 200ml nước mắm nè. Và 200g đường. Mình nấu lửa nhỏ, nấu cho phần đường này tan trước nha các bạn. Và khi thấy phần đường tan rồi á, tiếp tục mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh ớt xay. Cái ớt này là cái ớt sừng đỏ, cái loại không cay các bạn. Chủ yếu là để tạo màu nè, cái loại này nè. Mình xay khoảng 3 trái đó. Xay nhuyễn luôn, chủ yếu là tạo màu với lấy mùi thơm á. Phần này nó không có cay đâu, nó chỉ hơi the the thôi. Mình cho vào đây hết luôn. Mình xay 3 trái nè, mình có đo thử là khoảng 3 muỗng canh á.
Và mình cho vào đây là này là một muỗng canh ớt hiểm bằm. Cái này là phần này là cay nha. Nó mình khoảng 5 trái mình băm nhuyễn. Mình cho vào đây luôn. Cái phần này thì tùy các bạn gia giảm cái độ cay của mình đó. Và cho vào đây thêm một muỗng canh tương ớt. Cho tương ớt vào đây á để cái phần sốt mình á nó có độ sánh sệt nhất định đó các bạn. Tiếp tục các bạn nên nấu lửa nhỏ nha, mình đừng nấu lửa lớn phần này. Cái phần này mình nấu lửa lớn nó dễ bị trào lắm á. Đảo đều xong rồi, giờ cuối cùng mình sẽ cho vào đây khoảng là 3 muỗng canh. Cái này là nước me á, phần me mình cho nước nước ấm vào đây rồi mình là lọc lại nè. Mình lấy nè, phần này là 3 muỗng canh. Các bạn có thể gia giảm khoảng từ 3 đến 4 muỗng canh, tùy mình thấy nó vừa chua chua ngọt ngọt là được. Tại vì me nó cũng cái độ chua nó không có nhất định lắm. Mình sử dụng 3 muỗng canh. Khi mà cho me vào rồi á, mình khuấy nhẹ đều rồi mình sẽ nấu phần này lửa nhỏ khoảng từ 5 tới 7 phút nữa cho cái phần sốt này nó hơi keo lại một xíu là được. Phần sốt sau khi mình đã nấu thêm được hơn 5 phút rồi này các bạn, nó cũng gần 7 phút luôn á, nó đã sánh lại rồi nè. À, vậy là mình tắt bếp nha, mình tắt bếp mình để nguội. Phần tai heo sau khi mình ngâm trong nước đá nó đã nguội hẳn rồi, mình vớt ra mình để ráo, rồi giờ mình sẽ cắt luôn. Cái tai heo mà làm món sốt Thái này mình cắt nó sẽ dày hơn là làm tai heo ngâm chua ngọt nha các bạn. Nó hơi dậy xíu thì ăn sẽ ngon hơn. Độ dậy nó khoảng là từ 0,5 cm cho tới 1 cm là vừa. Không dậy quá mà cũng các bạn đừng có cắt mỏng quá ăn không ngon đâu. Cũng không nên cắt dài quá nữa, nó một một đoạn nó vừa giống như mình nè các bạn. Mình thấy cỡ này nè là vừa nè. Cắt xong hết mình cho vào thau luôn nè. Và mình đi chuẩn bị thêm những cái phần khác. Cái phần xoài á, xoài là mình sử dụng này là xoài keo. Nó vừa rồi già luôn á, nó hơi chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Và cái phần này mình bỏ hạt luôn rồi, bỏ vỏ bỏ hạt luôn rồi thì nó là 600 gram á. Thì mình cũng cắt nhỏ luôn. Cắt miếng vừa ăn chứ phải cắt nhuyễn nhỏ nha các bạn. Các bạn có thể cắt theo ý thích của mình, nhưng mình nghĩ là độ dày khoảng từ 1 tới 1,5 cm là vừa. Nó không dày quá, nó cũng không mỏng quá. Nếu mà thích cóc non á, các bạn cũng có thể cho thêm phần cóc non vào đây nè, cũng rất là ngon luôn á. Phần ớt sừng mình sử dụng hai trái nè, mình cũng cắt lát luôn, cắt lát xéo luôn nè. Sả cây thì mình sử dụng khoảng 4 nhánh. Mình cũng cắt lát xéo luôn. Cái phần sả cây này mình sử dụng phần non thôi nha các bạn. Phần tắc thì mình sử dụng khoảng 5 tới 7 trái. Mình cắt lát mỏng. Cắt lát mỏng xong các bạn nhớ bỏ hết phần hạt cho kỹ nha. Các bạn để sót phần hạt khi mình cho vô mình trộn rồi á, mình ăn trúng cái phần hạt nó rất là đắng á. Nhớ bỏ kỹ phần hạt nè. Chuẩn bị xong hết thì mình đi trộn một cái phần tai heo và sót nữa là xong nè. Mình cho hết xoài vào trong phần tai heo mình cắt lúc nãy luôn nè. Tiếp tục là sả nè, và ớt. Cuối cùng là mình cho hết cái phần sốt lúc nãy. Phần sốt các bạn phải bảo đảm nguội rồi mình mới cho vào đây nha.
cho hết vào luôn, mình trộn đều lên là xong. Đối với món tai heo sốt Thái, mình chỉ cần cho sốt vào là mình trộn lên là mình có thể thưởng thức được rồi các bạn. Chúc các bạn thành công với món ăn này nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Nếu thích nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.